thức dậy vào buổi sáng và ăn một con bọ cạp độc châu Phi. Đến buổi trưa thì nuốt luôn một con rắn cạp Nia, nhìn thôi cũng thấy sợ. Bữa tối sẽ là cả một cái cối thủy tinh chứa hỗn hợp thần bí nào đó. Cuối cùng thì sẽ kết thúc bằng một bữa ăn khuya với món chủ đạo là lưỡi bò tươi. Người đàn ông này bị điên rồi hay sao? Không hề, anh ta đang luyện tập trước khi vào tù mà thôi. Bởi vì 6 tháng sau, người này sẽ phải ngồi tù bóc lịch. Stan là một kẻ lừa đảo không có lương tâm, chuyên đi lừa bán những ngôi nhà rột nát cho người già. Và thế là Stan bị tuyên án 3 năm tù giam, 6 tháng sau sẽ bắt đầu thi hành bản án. Nhắc nhở nhẹ rằng nhà tù của nước Mỹ không khác gì địa ngục trần gian. Một người bạn từng ngồi tù nói với Stan rằng, sau khi vào đó thì việc bị đánh chất không hề đáng sợ. Nhưng một người gầy gò như anh ta thì chắc chắn sẽ bị hành hạ mỗi ngày, không ngóc đầu lên được. Điều này mới là đáng sợ nhất này. Nghe xong tin tức đó thì Stan rơi vào trầm tư. Anh ta nhanh chóng chi rất nhiều tiền để thuê một đạo sĩ bí ẩn, rất giỏi về võ công, The Master. Stan muốn ông ta rèn luyện mình thành một bậc thầy võ thuật trong vòng nửa năm. Master bảo rằng nếu chỉ dựa vào cơ thể bé nhỏ của Stan mà muốn trở thành bá chủ nhà tù thì phải luyện công phu của Trung Quốc. Master thị phạm cho anh xem trước thế nào gọi là nội công thâm hậu. Hãy nhìn đây, một cú đâm xuyên bằng ngón tay. Stan thấy vậy thì cũng nháo nhác muốn thử. Anh duỗi ngón tay giữa, dùng lực để làm giống sư phụ. Thế nhưng, và thế là xương ngón tay tạo thành một góc vuông luôn. Còn Master thì cũng không lấy làm lạ, ông chỉ nhẹ nhàng vặn lại một cái là ngón tay bình thường. Luyện tập cho đàng hoàng đi nha anh bạn. Sau đó, cuộc huấn luyện ma quỷ của Stan chính thức bắt đầu. Đầu tiên là luyện tập sức mạnh trước. Mỗi ngày phải gánh 2 thùng mẩu thuốc lá nặng 150 cân và phải đứng lên ngồi xuống 500 lần. Mà ở phía dưới chỗ hiểm là lưỡi dao sắc nhọn. Nếu mà không may chạm phải thì đời này coi như tuyệt tông chứ chẳng sao cả. Tiếp đến là luyện phản ứng nhanh. Chỉ cần phản ứng chậm là sẽ bị ném quả cầu sắt vào người. Thứ ba là luyện nội công, mỗi ngày đều phải nằm ngủ trên giường toàn đinh là đinh. Sau đó là đến Thái Cực Quyền, Vịnh Xuân Quyền, đồng thời cũng phải tinh thông các loại vũ khí. Phần luyện tập biến thái nhất là màn này đây. Stan không thể hiểu nổi. Nhưng Master nói rằng sau khi vào tù thì anh sẽ phải cảm ơn thứ ông đã dạy. Nhưng bài tập khó nhất phải kể đến là cái này, ngửi chân thối đi bé cưng. Cứ như vậy, Stan chăm chỉ luyện tập hết ngày này qua ngày khác. Ngay cả trời nhất dương chỉ, trong truyền thuyết anh còn luyện được chứ để ý gì dăm ba cái né bóng phản ứng nhanh. Ngay cả sư phụ mình anh còn đánh cho nằm lăn quay ra đất. Giờ thì cuối cùng Stan cũng có thể ra chiến trường được rồi. Đến ngày phải vào tù, thì luật sư nói với Stan rằng nhà tù này nhà tù đáng sợ nhất toàn nước Mỹ, nên cẩn thận một chút. Nhưng Stan lại không có chút nào gọi là sợ hãi cả. Sời, ai sợ ai chứ, để xem đứa nào dám bắt nạt anh nào. 3 năm sau gặp lại nhé huynh đệ ơi. Sau khi hùng hồn tuyên bố, Stan tự tin hiên ngang đến nơi báo cáo. Lần đầu tiên đi tù Stan đã bị người đàn ông bên cạnh quấy rối tình dục. Nè bé con, bé tên là gì á? Nói cho anh đây nghe đi. Nhưng Stan mặt lạnh tanh, không chút do dự, anh quay sang véo vào chỗ hiểm của tên đó khiến hắn gào mồm kêu đau. Khi đi nhận phòng thì có một ông lão đã chiếm giường của Stan. Ông mau cút xuống cho tôi. Làm sao, ý kiến gì, ma mới đến mà không có phép tắc ạ? Phép tắc ư, vậy để tôi dạy cho ông nhé. Giờ thì Stan không chỉ cướp được giường trên mà còn thu nạp được một đàn em cao tuổi. Để không bị bắt nạt khi đi tù, Stan đã nếm mật nằm gai trong suốt nửa năm, thử thách nào anh cũng đều xuất sắc vượt qua. Ông trời cũng không phụ lòng người, sau 6 tháng Stan đã học được võ công thực thụ. Nhưng nếu anh muốn thực sự có chỗ đứng thì vẫn phải chiến đấu. Trong thời gian hoạt động của ngày đầu tiên, Stan hỏi Larry rằng ở đây đứa nào có máu mặt nhất ở đây. Larry hỏi lại, có máu mặt á? Vậy thì không ít đâu đại ca. Tên kia là ông trùm của băng đảng Mafia, trước đây từng đánh chết một người chỉ với một cú đấm. Một người khác thì là đại ca của băng đảng ở Mexico, đàn em cực nhiều, mà mỗi người đi theo hắn đều sẵn sàng hy sinh vô điều kiện. Và một tên không thể động đến nhất là đại ca của băng Đức Quốc xã. Nhìn qua thì có vẻ như không thích gây hấn nhưng lại nguy hiểm và xảo trá, lúc nào cũng mang theo vũ khí bên người. Stan nghe cả buổi trời thì không còn kiên nhẫn được nữa. Tôi hỏi ông là đứa nào có máu mặt nhất? Có máu mặt nhất á? Larry sợ hãi chỉ vào một người đàn ông khổng lồ. Hắn ta tên là Raymond, thích nhất là bắt nạt những anh bạn yếu đuối. Đã vậy còn có sở thích biến thái là đi ngửi hơi người khác. Stan thấy vậy thì nói, thôi được rồi, vậy thì dây vào hắn đi. Stan chạy đến chủ động gây sự với tên to con Raymond. Cút ra chỗ khác, tối anh sẽ đến xử lý chú sau, cái gì cũng phải xếp hàng. Anh vừa gọi tôi là Big sao, cái từ thằng khốn ấy á. Được rồi, hiệu quả thế này cũng vừa ý tôi lắm. Sau đó, anh ta mắng Raymond là một kẻ biến thái. Các tù nhân tụ tập xung quanh để hóng hớt. Raymond vừa nghe thấy có đứa xúc phạm mình thì giận tím người. Anh ta lập tức cởi áo, để lộ ra những thớ thịt săn chắc, cả body 6 múi luôn. Raymond đi thẳng đến chỗ Stan để dạy dỗ cho tên láo nháo này một trận. Cuối cùng, Stan xoắn cánh tay của Raymond to lớn thành những vòng xoắn. Rồi quay sang bẻ từng đốt ngón tay của hắn, tiếng xương kêu rắc rắc. Raymond đau đến khóc thành tiếng mán rồi mà Stan vẫn chưa chịu tha. Và thế là, cuối cùng Stan đã giành được danh hiệu ông trùm nhà tù. Đội Đức Quốc xã thấy anh đỉnh của chóp, như vậy nên có nhà ý mời anh gia nhập hội. Nhưng câu trả lời của Stan lại là đánh cho tên đại ca một cú giáng trời. Giờ thì không còn ai dám thách thức anh nữa rồi nhỉ. Nào ngờ, vẫn còn có tên không sợ chết, băng đảng của người da đen muốn đứng ra nói muốn trả thù cho Raymond. Vì dù sao thì họ cũng được tính là đồng bào.
Đại ca vừa mới ra lệnh, cả đám lập tức xông lên như đàn ong vỡ tổ. Stan nhanh trí lấy cây lau nhà rồi đánh cho một tên lăn quay ra đó. Phương pháp dùng gậy của thiếu lâm, cứ một gậy được tung ra là một tên phải ngã. Sau đó, Stan lại giữ chặt một tên, đặt cây gậy nằm ngang trên vai hắn rồi dùng sức đẩy một cái, cây gậy dài giờ thành quân nhị khúc. Hai tay hai cây gậy ngắn, Stan nhìn như một vị thần đang biểu diễn. Giờ thì chỉ còn lại đúng một người, đó chính là đại ca của băng xã hội đen. Stan từ từ nhẹ nhàng bước đến, rồi anh cho tên này một cú đấm làm bay hết hàm tiền đạo bằng vàng của hắn. Trong trận chiến này, Stan thực sự đã trở thành bá chủ nhà tù danh xứng với thực. Anh cứ đi đến đâu thì người ở đó đều phải né xa 3 mét. Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà anh cũng thu nạp được cả đống đàn em. Đến cả quản giáo Francis cũng mời Stan đến uống trà nói chuyện. Francis mời anh dùng xì gà hảo hạng và cả loại rượu lâu năm. Đã vậy, Francis còn bố trí cho Stan cả văn phòng để làm việc. Khi vợ đến thăm, Stan còn được xếp cho ở phòng nghỉ riêng đầy đủ thiết bị. Nhưng làm gì có bữa ăn nào miễn phí, Francis đối xử tốt với anh là vì muốn anh giúp mình một chuyện trọng đại. Francis muốn phá hủy nhà tù này để xây dựng một khu du lịch nghỉ dưỡng. Sau đó sẽ bán nó đi và có thể kiếm được bộn tiền, đúng là làm giàu không khó. Mà Stan thì trước kia từng là một người buôn bán bất động sản có tiếng một vùng. Francis muốn Stan giúp mình chuyện này, và để đáp lễ thì ông ta sẽ giảm án của anh xuống còn một năm. Mà Stan cũng không phải người tốt đẹp gì, thế là hai người đã đạt đến thỏa thuận hợp tác. Nhưng vào một ngày nọ, khi đang làm ca sĩ trong nhà tắm, thì Stan đã bị người của băng Đức Quốc xã tìm đến trả thù. Tên đó đã lấy bàn chải đánh răng để làm ra một con dao lam, chuẩn bị cho việc đột kích Stan. Nhưng Stan đã nhìn ra bóng của chúng qua thanh treo đồ và né được đòn chí mạng. Sau đó anh lấy côn nhị khúc giả phòng vũ khí tự chế ra rồi bắt chước Lý Tiểu Long, mà bắt đầu nhảy lên để mở màn cho cuộc chiến. Và cũng từ ngày hôm đó trở đi, Stan quyết định sẽ trừng trị những kẻ dùng bạo lực trong nhà giam này. Ở một nhà giam nọ của nước Mỹ, các phạm nhân lại đam mê nhảy múa ở sân bóng. Hai người đàn ông lại va vào nhau, bắt đầu khiêu vũ. Không vui thì ra đây nhảy là vui lên liền. Quá chán ư, cũng ra đây nhảy chung cho vui nè. Khi nào muốn đánh người thì ra nhảy cho nguôi cơn nóng giận. Francis thấy cảnh tượng như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Vì vốn nhà tù này được mệnh danh là nhà tù khét tiếng bậc nhất nước Mỹ, không nhà tù nào đọ được. Mới vài ngày trước, bạo lực vẫn ở khắp mọi nơi trong nhà tù, đâu đâu cũng thấy cảnh đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Và chính người đàn ông tên Stan này đã thay đổi tất cả. Anh ra lệnh với mọi tù nhân rằng nghiêm cấm dùng bạo lực. Mọi người không một ai dám trái lệnh. Bởi vì ở đây thì Stan là người đánh đấm giỏi nhất. Với sự dẫn dắt của anh, nhà tù dần trở nên vui vẻ, hòa bình hơn. Người da đen và da trắng có thể chia sẻ với nhau một cây que. Hai người đàn ông khác băng đảng vô tình động vào nhau cũng vội vàng xin lỗi đối phương. Ngay cả hình xăm trên người của người da trắng cũng đã sửa từ giết hết lũ da đen, thành yêu thương những anh em da đen. Vào sinh nhật của Stan, mọi người đều tập trung tổ chức sinh nhật ấm áp cho anh. Họ đội lên những chiếc mũ sinh nhật tự chế, uống nước cam đựng trong bồn cầu, cùng nhau hòa mình vào bữa tiệc. Dần dần, mọi người đều thích sự thay đổi này, thích bầu không khí vui vẻ, không có bạo lực. Nhưng chính điều này cũng làm cho Francis tức sôi máu. Bởi vì lão ta có một kế hoạch vô cùng ác độc. Francis muốn sử dụng cuộc bạo loạn của các tù nhân để khiến chính phủ dỡ bỏ nhà tù, biến nơi này thành khu nghỉ dưỡng rồi thu về một khoản tiền kếch xù. Thấy chỉ còn một tuần nữa là đoàn lãnh đạo đến kiểm tra, vậy nên Francis đã đe dọa Stan phải phục hồi lại hoạt động bạo lực, đánh đấm lẫn nhau, thậm chí là có máu rơi, có người chết càng tốt. Nếu không thì Stan sẽ không được giảm án. Một bên là hạnh phúc của người khác, một bên là tương lai của bản thân. Stan cũng không phải là thần thánh nên không vĩ đại được đến thế. Sáng sớm hôm sau, anh đến thao trường. Rồi anh đứng trước mặt mọi người mà tuyên bố rằng, về sau mình sẽ không can dự vào chuyện gì nữa, ai muốn làm gì thì làm, đánh giết nhau cũng được. Anh vừa mới dứt lời thì tất cả tù nhân quay trở về với bạo lực. Nhìn thấy vậy, Francis vui lắm, ông ta lấy sự đau đớn của người khác làm niềm vui. Một tuần sau, đoàn lãnh đạo đã đến. Những tên cai ngục bí mật phát vũ khí cho tù nhân, để cho họ tiện đường mà chém giết lẫn nhau. Francis thế mà cũng trượng nghĩa, giữ đúng lời hứa với Stan. Ông ta đã đề nghị với cấp trên giảm án cho anh. Trong phiên chất vấn, Stan vẫn luôn trả lời rất xuất sắc. Nhưng trong cơn mê, anh nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của bạn tù. Nhớ tất cả những niềm vui mà mọi người đã có với nhau. Nhưng tất cả những thứ này sắp bị tên quản giáo Francis điên rồ phá hủy. Đứng giữa nhân tính và sự tự do thì cuối cùng Stan cũng chọn về trước, quyết định đứng về phía các bạn. Stan bắt đầu chế nhạo các vị lãnh đạo ở đây. Anh chê người phụ nữ là đồ quỷ cái, còn hai người đàn ông thì giống khỉ đột. Ban lãnh đạo vô cùng tức giận, lập tức đuổi anh ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, Stan đã đấm tên cai ngục răng môi lẫn lộn. Sau đó, anh chạy thẳng một mạch đến thao trường. Nơi đó lúc này đã có đầy đủ tù nhân tay cầm vũ khí, chuẩn bị tàn sát lẫn nhau. Còn Francis thì cũng sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Nhưng khi Stan đến nơi thì mọi chuyện đã muộn rồi. Nhưng đúng lúc đó, Larry đã đi đến giữa sân, mở nhạc lên. Ngay sau đó, hai ông trùm của hai băng đảng truyền từ khiêu chiến sang khiêu vũ. Rồi cả những người khác, họ cùng hòa mình vào bản nhạc. Hiện trường giờ lại vui vẻ như trước. Ngay cả đoàn lãnh đạo đến kiểm tra cũng không thể không vui cùng họ. Stan hạnh phúc quá mà cười như một kẻ khờ. Nhưng Francis đã điên lắm rồi, không còn chút lý trí nào hết. Lão ta quay sang cướp lấy súng rồi nhắm vào đám tù nhân mà bắn lừa.
Cuối cùng, Francis lại chuyển sang chĩa súng vào Stan. Nhưng vào thời khắc nguy cấp, có một bàn chân hạ cánh lên mặt của Francis, khiến lão nằm bất tỉnh nhân sự. Hóa ra là vợ của Stan và luật sư đã xuất hiện kịp thời. 3 năm sau, Stan được ra tù đúng hạn, mọi người cũng chạy đến ôm lấy anh thay cho lời tạm biệt. Còn có cả một phạm nhân coi Stan như idol rồi xăm hình của anh lên người để bày tỏ lòng biết ơn với anh. Và thực tế thì con người anh cũng đã hoàn toàn thay đổi. Anh tin rằng sau khi ra tù thì sẽ là một con người mới, theo chiều hướng đi lên. Stan quyết tâm sẽ không làm công việc thất đức trước kia nữa, anh sẽ cải tà quy chính.